Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại Samsung Galaxy A7 2016 khi mà chúng ta bị quên mật khẩu mở khóa màn hình giống như mình đây nhá. Và các bạn cũng quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con máy này. Các bạn đã đăng nhập ở trên CH Play để tải phần mềm đấy. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn nào mà cũng bị quên giống như mình nhá. Bây giờ mình đã bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình này. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ tắt máy đi cho mình. Các bạn sẽ đưa máy vào trong cái chế độ Zico Remote để mình reset phần mềm nhé. Mình thử tắt máy này. Các bạn để ý là nó vẫn không cho chúng ta tắt máy nhé. Nó vẫn yêu cầu chúng ta cần phải mở khóa ra thì mới tắt được điện thoại. Thì bây giờ các bạn sẽ tắt máy cho mình bằng cách là các bạn bấm giữ đồng thời cho mình phím nguồn và phím giảm âm lượng. Đúng lúc màn hình nó tắt nhé, thì các bạn sẽ bấm cho mình đồng thời 3 phím. Đó là phím nguồn, phím tăng âm lượng và phím home. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện nhé. Các bạn bật máy lên cho mình như này nhé. Rồi các bạn sẽ bấm giữ cho mình đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng này. Mình sẽ bấm lại nhé. Mình sẽ bấm lại này. Không được rồi. Các bạn chú ý là nếu mà sau khi mà nó chụp màn hình mà nó tối đen luôn là các bạn phải thực hiện lại nhé. Mình sẽ bấm giữ lại phím nguồn và phím giảm âm lượng này. Được nguồn và giảm âm lượng này. Đó, các bạn để ý này. Bao giờ màn hình nó tắt nhá. Rồi các bạn sẽ chuyển nhanh bấm giữ nguồn, tăng âm lượng và phím home nhá. Hiện lên logo thì các bạn nhả tất cả các ngón tay ra cho mình. Các bạn chú ý cái bước vừa nãy, chúng ta nếu mà chúng ta bấm giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng mà sau khi mà nó chụp ảnh màn hình mà nó tắt ngay thì các bạn sẽ phải thực hiện lại nhé. Sau khi mà chúng ta chụp màn hình nó vẫn phải sáng màn hình một tẹo thì nó mới tắt màn hình thì mới được nhé. Rồi hiện lên con Android này thì các bạn sẽ bấm cho mình như này nhé. Các bạn bấm giữ cho mình nút nguồn này, sau đó bấm tăng âm lượng này. Rồi bây giờ thì mình đã vào được cái chế độ là Android Zigori này. Ở trong đây thì các bạn cũng nhìn thấy là nó đang chạy cái phiên bản Android 7 nhé. Và cái model của nó là A710F này. Bây giờ thì các bạn sẽ di chuyển xuống cho mình cái mục là Wire Data Factory Reset nhé. Các bạn bấm phím nguồn cho mình này. Tiếp tục chọn vào Yes nhé. Rồi chọn nguồn này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ di chuyển xuống cho mình cái mục là Wire Cache Partition nhé. Đây mình sẽ cầm như này để dễ thực hiện này. Đây nhá các bạn, mình sẽ bấm phím giảm âm lượng để di xuống cái mục là Wire Cache Partition này. Sau đó là lại bấm phím nguồn này và lại chọn vào Yes nhá và chọn phím nguồn này. Bây giờ Việt Sáng đang ở Reboot System Now thì mình sẽ bấm phím nguồn để khởi động lại điện thoại nhá. Và cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại của mình đã khởi động lên nhá. Và bây giờ thì mình sẽ bấm vào là bắt đầu này. Rồi mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Mình sẽ chọn là kết nối này. Rồi mình sẽ bấm vào là tiếp này. Ở đây điều khoản và điều kiện thì mình sẽ bấm, mình sẽ vuốt hết xuống dưới và chọn đồng ý với tất cả này. Mình sẽ bấm vào là tiếp theo này. Đó, các bạn để ý ở đây nó yêu cầu chúng ta cần phải xác minh tài khoản Google. Và đương nhiên là cái tài khoản Google này mình đã bị quên rồi nhá. Còn nếu mà cái tài khoản Google mà các bạn nhớ chính là cái tài khoản mà các bạn đã nhập vào CH Play để tải phần mềm, các bạn chỉ việc đăng nhập cái tài khoản Google của bạn vào đây nhá, là các bạn có thể là vào sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong trường hợp mà các bạn bị quên giống như mình nhá, thì các bạn cần phải xóa cái xác minh tài khoản của bạn này đi. Và bây giờ thì mình sẽ đi xóa cái xác minh tài khoản này nhé. Các bạn cần phải có máy tính nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình. Trên màn hình máy tính của mình thì mình đã để sẵn cái tool đó là Samsung FRP 2020. Thì link tải cái tool này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về. Sau khi tải về thì các bạn cũng cho ra màn hình desktop giống như mình. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành giải lén cái tool này ra bằng cách là chuột phải vào cái file, chọn vào là Extract to Samsung FRP 2020. Các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu giải lén vào là full done. Các bạn chọn OK cho mình nhé. Đây cái thư mục mà mình vừa giải lén ra đây. Mình sẽ mở cái thư mục này ra nhé. Việc đầu tiên là các bạn cần cài đặt cho mình cái USB driver này nhé. Các bạn chỉ việc kích đút vào. Sau đó là các bạn chọn cho mình là Yes này. Rồi các bạn chọn Next, Next, Next và Finish là xong nhé.
ở máy tính của mình thì mình đã cài đặt rồi, chính vì vậy mà mình sẽ không cài đặt nữa nhé. Sau khi cài đặt xong cái USB driver này thì chúng ta sẽ mở cái tool Samsung FLV2020 này lên. Chủ yếu là mình muốn bật cái trình duyệt web trên con điện thoại Samsung Galaxy A7 2016 này lên nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối chiếc điện thoại với máy tính bằng chính cái cắp sạc của nó nhé. Một đầu này thì mình sẽ gắn vào máy tính, đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào chiếc điện thoại này. Các bạn sẽ chờ một chút nhé, để cho máy tính của mình nó sẽ nhận con điện thoại này. Các bạn chú ý ở đây có vẻ là cái cáp này của mình nó chập chờn nhé, mình sẽ rút ra cắm lại coi sao này. Đó các bạn để ý à, bây giờ là máy tính của mình đã nhận rồi nhá. Bây giờ việc đầu tiên là các bạn cần bấm cho mình vào là disable driver signal này. Ở đây cái quá trình disable của mình đã thành công rồi nhá. Mình cần phải khởi động lại máy tính của mình nhá. Mình sẽ bấm ok này. Rồi mình sẽ tắt những cái cửa sổ này đi. Sau đó là mình sẽ khởi động lại máy tính nhá. Mình sẽ bấm vào restart này. Ok, máy tính của mình đã khởi động lên rồi nhá. Và bây giờ mình lại mở lại cái thư mục Samsung FLV2020. Rồi mình lại chạy lại cái tool đó là Samsung FLV2020. Các bạn chọn Yes cho mình. Mở trình duyệt web như này thì mình sẽ tắt đi nhá. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là Bypass FLP. Có một cái bảng hiện lên là yêu cầu điện thoại của chúng ta cần phải kết nối Wi-Fi. Điện thoại của mình đã kết nối vào Wi-Fi rồi nhá. Mình sẽ bấm vào là OK này. Các bạn để ý ở đây, nếu mà có một cái bảng hiện lên là cài đặt driver thì các bạn sẽ bấm cho mình cái dòng 2 nhé, là install driver anyway. Rồi các bạn để ý ở trên điện thoại của chúng ta hiện lên cái bảng là easy firmware, các bạn sẽ bấm cho mình vào là view nhé. Đó, ở đây thì nó đã mở YouTube lên, sau đó là nó vào cái trình duyệt Samsung Internet này. Được rồi nhá. Còn trong cái trường hợp mà các bạn bị lỗi là nó mở YouTube nhưng mà nó yêu cầu chúng ta cần phải cập nhật cái phiên bản YouTube, thì lúc đó thì các bạn nên reset lại phần mềm cho máy nhá. Các bạn lại vào cho mình chế độ Recovery này. Sau đó là các bạn bấm phím cứng cho mình để vào cái chế độ Recovery giống như vừa nãy mình vào chế độ Recovery nhá. Sau đó là mình sẽ reset phần mềm bằng cách là chọn vào Wi Data này, rồi là Wi Cache Partition này. Sau đó là các bạn khởi động lại điện thoại nhé. Rồi các bạn thực hiện lại cái bước là chạy cái tool Samsung FLV2020 giống như mình, để mở được cái trình duyệt Samsung Internet giống như mình đây nhé. Bây giờ thì mình cũng sẽ không cần kết nối vào máy tính nữa nhé. Mình sẽ rút cáp ra này. Rồi ở cái bảng này thì mình sẽ bấm vào là hủy nhé. Mình không cần cập nhật cái phiên bản Samsung Internet này. Mình bấm hủy này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái thanh địa chỉ này. Mình sẽ vào cái trang mà mình hay dùng để xóa xác minh tài khoản Google, đó là trang vnzone.net/bypass nhé. Rồi mình sẽ bấm là đi này. Vào đến đây rồi thì các bạn sẽ tải cho mình cái file này nhé. Đây các bạn sẽ tải cho mình cái file đó là flpvnzone.apk. Mình sẽ tải cái file này về. Hiện lên quảng cáo thì các bạn sẽ đóng quảng cáo cho mình nhé. Đó, nó đang bắt đầu tải về này. Bây giờ các bạn sẽ kéo xuống cho mình như này. Nó hiện lên cái thanh ở phía dưới đây, các bạn sẽ chọn cho mình là đánh dấu này. Chọn cho mình hiện lên cái bảng này, các bạn chọn cho mình là thoát này. Rồi chọn vào lịch sử này, nhật ký tải về này. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cài đặt luôn cái file này nhá. Mình cài đặt luôn này, cài đặt này. Rồi mình sẽ bật không rõ nguồn gốc lên nhá. Ok này, mình sẽ bấm tiếp theo để cài đặt nhá. Cài đặt này. Đó, cài đặt xong như này rồi thì mình sẽ bấm vào là xong nhá. Bây giờ mình lại quay trở lại cái quay trở lại này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào luôn cái phần cài đặt nhá. Mình bấm vào là setting app này. Mình sẽ mở phần cài đặt ra nhá. Bây giờ các bạn sẽ vào cho mình cái mục là màn hình khóa và bảo mật này. Các bạn sẽ xuống dưới này. Các bạn chọn cho mình cài đặt bảo mật khác này. Chọn cho mình vào là người quản trị thiết bị này. Rồi ở cái mục tìm thiết bị này, các bạn sẽ tắt đi cho mình nhé. Nếu mà các bạn không tắt cho mình cái mục này thì tẹo nữa các bạn cũng sẽ không tắt được cái mục dịch vụ của Google Play đi nhé. Đó, mình sẽ bấm vào đây là tắt này. Rồi mình sẽ bấm tắt tìm thiết bị đi. Rồi bây giờ này mình sẽ quay trở lại. Quay trở lại. Mình sẽ vào cái mục là ứng dụng này. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái ứng dụng đó là dịch vụ của Google Play nhé. Đây, các bạn chọn vào cho mình này. Các bạn sẽ bấm tắt đi cho mình nhé. Bấm tắt đi này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại cho mình này. Các bạn vào cho mình cái mục là Cloud và tài khoản này. Các bạn thêm cho mình cái tài khoản Google vào nhá. Rồi các bạn chọn cho mình là Google này.
Bây giờ thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái tài khoản Google có sẵn của bạn vào cái tài khoản Google ở trên máy này của bạn thì các bạn bị quên nhá. Chính vì vậy mà các bạn sẽ cần phải sử dụng một chiếc điện thoại khác để các bạn tạo một cái tài khoản Google khác nhé. Sau khi có tài khoản Google rồi thì các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản Google đó vào đây nhé. Rồi mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Google của mình vào. Các bạn có thể là điền a@gmail.com hoặc các bạn không điền cũng được nhé. Rồi mình cứ điền đi cho đầy đủ nhé. Mình sẽ bấm là đi này. Rồi mình sẽ điền cái mật khẩu tài khoản Google này vào nhé. Ok, sau khi điền xong mật khẩu tài khoản Google này, các bạn cũng có thể là tích vào chỗ này hiện mật khẩu này nhé, để các bạn nhìn được cái mật khẩu các bạn điền đã đúng hay chưa. Rồi sau khi mà điền xong mật khẩu thì các bạn sẽ bấm cho mình là đi này. Rồi mình sẽ vuốt hết xuống dưới này và chọn tôi đồng ý này. Đó, các bạn để ý, các bạn sẽ bấm ra ngoài cho mình như này nhé. Các bạn đã thêm được cái tài khoản Google vào rồi nhé. Đây, các bạn để ý này, mình đã thêm được cái tài khoản Google của mình vào rồi. Mình sẽ quay trở lại này. Mình quay trở lại này. Giờ mình sẽ bật lại cái ứng dụng dịch vụ của Google Play nhé. Mình vào ứng dụng này, mình tìm đến cái ứng dụng là dịch vụ của Google Play này. Mình sẽ chọn vào nhé. Bây giờ thì mình sẽ bật nó lên này. Đó, mình đã bật xong rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái màn hình ban đầu nhé. Các bạn cũng có thể là khởi động lại điện thoại hoặc các bạn quay trở lại cũng được nhé. Mình sẽ quay trở lại màn hình ban đầu đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào là bắt đầu này. Mình sẽ bấm là tiếp này. Mình sẽ bấm vào là đồng ý với tất cả này. Chọn tiếp theo này. Đó, các bạn để ý đã có cái thông báo là đã thêm tài khoản Google này rồi nhá. Mình sẽ bấm vào tiếp theo này. Ok, đến cái màn hình bảo vệ điện thoại của bạn này thì mình sẽ cài đặt cái mật khẩu sau nhé. Mình sẽ bấm không cảm ơn này. Mình sẽ bấm bỏ qua nhé. Vẫn bỏ qua để mình vào nhanh cái màn hình chính của con điện thoại này nhé. Rồi, tài khoản Samsung này thì các bạn cũng sẽ vuốt hết xuống dưới cho mình và chọn bỏ qua này. Vẫn chọn cho mình là bỏ qua nhé. Rồi, tính năng hữu ích khác thì mình cũng vuốt hết xuống dưới và chọn hoàn tất này. Ok, đến màn hình này thì mình sẽ bấm vào là đóng nhá. Rồi mình sẽ bấm vào là đồng ý này. Mình sẽ bấm vào là không phải bây giờ đi. Mình sẽ bấm vào là hoàn tất. Đó. Mình sẽ bấm hoàn tất này. Ok, mình đã vào được cái màn hình chính của con Samsung Galaxy A7 2016 này để có thể sử dụng được rồi nhá. Nhưng mà các bạn để ý ở đây, ở phía góc trên bên trái này, nó có biểu tượng nháy nháy như này nhá. Bây giờ các bạn sẽ vào cho mình phần ứng dụng này, cài đặt này. Các bạn sẽ vào cho mình cái mục là ứng dụng nhé. Các bạn gỡ cho mình cái ứng dụng đó là Bypass FLP VMZOM này đi này. Các bạn chọn vào cho mình nhé. Các bạn chọn cho mình là gỡ cài đặt này. Ok này. Đó, như vậy là đã xong rồi. Các bạn để ý này, nó không còn nháy nữa nhé. Ok, như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản con Samsung Galaxy A7 2016 khi mà chúng ta bị quên mật khẩu mở khóa màn hình này, cộng với là các bạn quên luôn cả tài khoản Google mà các bạn đã nhập ở trong CH Play để tải phần mềm thành công rồi nhá. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.